Trao đổi với tuổi trẻ ngày 19 tháng 2, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Ngày 18 tháng 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành thực hiện quy trình tố tụng với các nghi phạm liên quan. Theo nguồn tin của tuổi trẻ, năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu, mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều TKV Quảng Ninh. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra vụ án trên, ngoài nội dung sai phạm liên quan các cá nhân thuộc công ty nhiệt điện Đông Triều TKV, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh tiến hành điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng từ đó ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số người có liên quan trong đó có thiếu tướng đỗ hữu ca về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản